Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến, đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Tiểu Anh. Thì trong cái chuỗi series review về các cái kênh, các cái dự án blockchain, thì như cái video lần trước mình có giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về cái lợi thế của VD, lý do tại sao mà họ tạo ra cái kênh giới thiệu về cách kiếm VD coin, sử dụng VD coin. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái phần mà như là phân phối này, hay là sử dụng tiền thu nhập, bán mã thông báo, hoặc là các quảng cáo, cũng như là giới thiệu về các cái đội ngũ của họ, team hoặc là team sáng lập hoặc là cố vấn, lộ trình của họ. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phân phối VD. Phân phối VD thì 100% của nó thì nó được phân phối theo cho các kênh sau. 52% thì nó sẽ dùng để bán mã thông báo này, 22% dùng để chữa cho team của họ, 25% sẽ dùng để quảng cáo phi công, BDM marketing, đối tác và cố vấn, 0,5% dành cho chương và 0,5% dành cho airdrop. Tiếp tục đó là sử dụng tiền thu nhập. Thì VD họ sử dụng tiền thu nhập của họ để làm gì? Đầu tiên là 55% để phát triển giải pháp. Phát triển giải pháp, trong cái bảng phát triển giải pháp này thì họ tích cực đầu tư để đổi mới này, phát triển học tập sâu này, phát triển nền tảng này, mua lại này, đầu tư AI này. AI đấy là kiểu trí tuệ nhân tạo. Tiếp theo là họ sẽ chi 25% cho chi phí hoạt động, cho đội này, văn phòng này, tuyển dụng, trang thiết bị, máy chủ, 10% chi cho nội dung, 5% chi cho tiếp thị, bảo mật thẻ thì chi 3%, còn lại là 2% chi cho mặt pháp lý. Tiếp theo là bán mã thông báo. Thì họ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành, đó là bán mã thông báo bán tư nhân. Họ bán từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Số thẻ mỗi Ether là lớn hơn 112.221. Giá của token là nhỏ hơn 0.0000891 Ether. Tiếp theo, trong hai giai đoạn tiếp theo đó là pre-ICO, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 2018, số thẻ mỗi Ether đó là 67.333 và giá của token nó tăng lên là 0.0000485 Ether. Giai đoạn tiếp theo đó là ICO. Họ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 2018, số thẻ mỗi Ether đó là 56.111 và giá của token đó là 0.0000782 Ether. Giá này nó đã bị giá này thì nó đã tăng lên so với pre-ICO. Mũ mềm của họ là 15.000 Ether, còn nút cứng là 60.000 Ether. Nói về các cấp quảng cáo thì VD có rất là đa dạng, nhiều các cấp quảng cáo khác nhau cho tùy cho mục đích sử dụng của người dùng này, cũng như là tài chính của người dùng. Thì mỗi thương hiệu muốn quảng cáo trên lớp nhúng của VD phải đặt cược VD coin để sử dụng nền tảng này, có 4 cấp độ tính năng khác nhau dựa trên số tiền mà VD là nhà quảng cáo đặt cược. Ở đây là có 4 cấp độ quảng cáo.
Cấp độ đầu tiên là miễn phí, thì sẽ không phải mất tiền, mua ở trên kích thước, chiến dịch, chỉ tiêu, thời lượng, không có nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học được đảm bảo, chỉ đối sánh về mặt NLP, không có lịch trình, vị trí, chiến dịch được đảm bảo các chiến dịch, đồng thời được giới hạn ở một video. Cái thứ hai đó là Titan. Thì với cái cấp quảng cáo Titan này, bạn sẽ phải mất 300.000. Khả năng tải lên quảng cáo video không giới hạn, truy cập vào trang tổng quan điều khiển BD với các tính năng trung cấp, không giới hạn kích thước chiến dịch, chỉ tiêu, thời lượng, lựa chọn nhà xuất bản để nhúng và tránh. Tiếp theo là cấp quảng cáo vàng, giá của nó là 700.000. Thì tính năng của cái cấp quảng cáo vàng này nó ưu việt hơn một chút, đó là nó có thể truy cập vào tất cả các tính năng từ cấp Titanium, truy cập vào trang tổng quan điều khiển BD với đầy đủ tính năng quảng cáo, đồng thời không giới hạn trong các chiến dịch trực tiếp. Tiếp theo, cuối cùng, cấp quảng cáo cao nhất của nó là cấp bạch kim. Thì ở cấp bạch kim này, người dùng sẽ phải chi trả 1 triệu. Thì ở cấp bạch kim này, nó cũng là cấp quảng cáo ở mức master nhất. Thì người dùng có thể truy cập vào tất cả các trang, các tính năng từ Titanium đến Gold Tire. Có thể truy cập chế độ mua One Tap cách mạng, chỉ có 10.000 điểm có sẵn bất kỳ lúc nào. Về nhóm của VD thì đây cũng là một câu chuyện khá là dài này. Câu chuyện VD bắt đầu tại Harvard, nơi Patrick Colangelo thành lập công ty trong phòng ký túc xá của mình. Hôm nay VD tự hào có một đội ngũ kỹ sư đẳng cấp thế giới có trụ sở tại San Francisco. Với các thành viên nhóm trước đây đã bán các công ty của mình, tích lũy 10 triệu người dùng, phát minh nhiều đô la và trong nhiều thập kỷ đã rất thành công trên thị trường toàn cầu ở lĩnh vực phần mềm. Nhóm VD đã ở bên cạnh nhau trong nhiều năm, gắn bó với sự ngưỡng mộ lẫn nhau, tình bạn và tham vọng để xây dựng một nền tảng có thể thực sự thay đổi cuộc sống tốt hơn cho con người. Đây, về cái nhóm thành lập của họ là có 2, 4, 6, 8, 10, 12 người. Patrick là giám đốc điều hành và cũng là người sáng lập. Thì Patrick là một thành viên tốt nghiệp Harvard và là nhà phát minh của lớp nhúng VD. Ông là người sáng lập và giám đốc điều hành của Black Diamond Capital Investor, chủ tịch diễn đàn doanh nhân Harvard và chủ tịch nhóm tư nhân Đại học Harvard. Tiếp theo là Marcel Lim, là người đồng sáng lập. Ông là một nhà đầu tư ngân hàng tại Credit Suisse trong 3 năm, nơi mà ông đã hoàn thành 8 IPO và M&A trên khắp châu Á. Tại VD thì ông đã niêm phong những thỏa thuận lớn với những người nổi tiếng châu Á hàng đầu như là Jay Chou, Jay Chai Lin, cũng như là những người khổng lồ, những ông trùm trong nền công nghệ như Baidu. Ông là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học quốc gia Singapore, tốt nghiệp hạng nhất về tài chính. Đó. Tiếp theo là những người Jack Rosen đảm nhiệm về mặt kỹ thuật này, Marco Vanossi cũng đảm nhiệm về mặt kỹ thuật. Những người còn lại thì đảm nhiệm về mặt kỹ thuật và thiết kế tiếp thị này, tài chính các thứ. Đó. Đều là những người có kinh nghiệm rất là nhiều ở trong các lĩnh vực khác nhau để cùng nhau thành lập một công ty lớn mạnh như hiện nay. Tiếp theo là đội cố vấn. Đội cố vấn thì cũng có khá là nhiều, 2 này, 4, 6, 8, 10, 11. Đó. Về đội cố vấn thì ở đây ở đây họ nói rất là chi tiết về những cái profile, thông tin cá nhân, tiểu sử, kinh nghiệm này, học hành, công việc của team cố vấn này, cũng như là cái
team ở trên này, thì mọi người có thể vào trong web của vd.com để theo dõi và đọc thêm thông tin. Thì team cố vấn ở đây cũng đều là những cái người mà rất là có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là Alan Bohmer là CTO của Procter Gamble, Dor Hutchins là CMO của The NFL, Damian Marano là phó chủ tịch của công ty Coca-Cola rất nổi tiếng trên thế giới, Brandon Becker là CDO của Ogilvy Mather, ông Kim Hoki là CEO của UBS, Kimberly Wheeler là giám đốc của Sephora. Đó, ở đây thì toàn là những người rất là có kinh nghiệm và có trình độ rất là cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong team cố vấn, để có thể giúp đỡ support cho các đội ngũ nhân viên trong công ty phát triển lớn mạnh trên thị trường toàn cầu. Tiếp theo mình xin nói về cái lộ trình của VD. Nó cũng khá là, đây là một cái short term plan, những kế hoạch ngắn hạn ý. Thì đây nó mới chỉ dừng đến quý 2 2019 thôi. Quý 2 2019 thì họ kế hoạch ra mắt phiên bản V1 của blockchain Launch Miner Driven, chỉ mục 10 triệu trang của nhà xuất bản, mở rộng trên tất cả các thuộc tính web. Đó, thì cái lộ trình của nó cũng không có nhiều, và có thể là bây giờ họ đã ra cái lộ trình trong thời gian dài hơn, long term rồi, nhưng mà có thể là họ không update ở trên cái website của họ. Đây là các cái trang mạng xã hội mà VD sử dụng, 2, 4, 6, 8, 10, 11 kênh trang mạng xã hội. Rồi, ok. Hiện tại thì VD đang mở danh sách trắng trước pre-ICO, đang mở. VD còn có cả cái hạng mục là câu hỏi thường gặp và bản giới thiệu về VD. Thì nếu mà các bạn có, ở đây thì họ tập hợp khá là nhiều những cái câu hỏi phổ biến mà rất nhiều người thắc mắc. VD là gì này? Hỏi về công ty VD là gì này? VD Coin là mã thông báo tiện ích của ERC20 của VD và tiền tệ của hệ sinh thái quảng cáo của VD. Nhà quảng cáo mua vị trí đặt quảng cáo sử dụng VD Coin, và VD Coin nhận được các nhà xuất bản và bởi các thợ mỏ chạy giao thức NLP của VD để đặt những quảng cáo đó. Đây là những giới thiệu của nó này. Họ còn nói rất là chi tiết về những cái thắc mắc. Còn đây là giới thiệu về cái trang này. Cái này thì hình như nó đang bị lỗi và nó bị nhảy ra trang chủ của nó. Rồi, ok. Thì trên đây là mình đã review cho các bạn những cái kiến thức, những cái thông tin rất là cơ bản của cái hệ thống VD này, của trang VD này, để các bạn có thể tham khảo. Thì như mình nhận thấy thì nó cũng là một cái nền tảng rất là tiềm năng và hữu ích cho người dùng. Bởi vì trong thời gian gần đây thì người dùng rất là chuộng cái việc mà dùng video để quảng cáo cho cái sản phẩm của mình.
Thế nên là nó sẽ mang lại cho người dùng rất là nhiều những cái tính ưu việt này, tính nhanh chóng tiện ích này, cũng như là mang lại cái lợi nhuận khá là cao đến cho người dùng trong thời gian gần nhất. Rồi, thì nếu mà các bạn thấy cái chia sẻ này của mình hữu ích thì các bạn có thể like, share hoặc là subscribe cho kênh của mình. Rồi. Cảm ơn và tạm biệt mọi người.